từ đầu tháng 6 vào tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều vào lúc 14 giờ 30, buổi tối bắt đầu lúc 20 giờ. Tại nhà văn hóa các thôn thuộc xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, lại vang lên những câu hỏi bài tập hay tiếng giảng bài ấm áp gần gũi từ các anh chị thanh niên tình nguyện. Không kể nắng mưa, hơn 10 năm qua, lớp học tình nguyện vì đàn em thân yêu vẫn được duy trì đều đặn mỗi khi hè đến. Hình ảnh những bóng áo xanh tình nguyện cặm cụi hướng dẫn tận tình, chu đáo cho các em học sinh trong thôn đã trở nên gần gũi, quen thuộc. Đã thành thông lệ, trong 2 tháng hè, từ tháng 6 đến tháng 8, đoàn xã sẽ phối hợp với sinh viên địa phương đang theo học tại các trường đại học trên cả nước về quê nghỉ hè để tổ chức lớp học cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Mỗi ngày, 3 ca học sáng, chiều, tối. Các em học sinh trong xã, thậm chí cả xã lân cận được ôn tập lại những kiến thức đã học, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng làm bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Học sinh theo học tại lớp được phân theo độ tuổi thích hợp. Lớp ít nhất có 7 em, lớp đông nhất 17 em. Cứ như vậy, những sinh viên tình nguyện đã đem ngọn lửa nhiệt huyết, kiến thức của mình để truyền đạt, dạy dỗ, giúp các em nhỏ có một mùa hè bổ ích, lý thú. Khi tham gia lớp học tình nguyện do đoàn xã Xuân Tân tổ chức, chúng em được củng cố bổ trợ những kiến thức đã học, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm học mới. Chúng em có một sân chơi lành mạnh bổ ích trong dịp hè, nâng cao ý thức trong học tập và tinh thần của bản thân. Hè năm nay, đoàn xã Xuân Tân đã tổ chức được 7 lớp học vì đàn em thân yêu tại nhà văn hóa các thôn, với gần 50 học sinh theo học. Trong đó có 3 em là học sinh ở xã bạn Xuân Vinh. Đến với lớp học hè tình nguyện này, các em được trang bị kiến thức khá đầy đủ về các môn toán, lý, hóa, văn. Được biết, từ lớp học này, hơn 10 năm qua, trên 200 em học sinh trong xã đã học hết trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Là trong 10 năm vừa qua, đoàn xã Xuân Tân đã làm một cái việc rất là tốt trong cái việc tổ chức cái lớp học tình thương, là tạo cho các em có một cái sự kết nối, một cái chổi nhận thức, tạo thành cái sự logic cho các em để chống được cái vấn đề hậu hụt trong quá trình tổ chức hè ở địa phương. Bởi vì ở nông thôn bao giờ bố mẹ của các em là rất vất vả về đồng ruộng, nếu không có người quản lý chăm sóc tốt thì các em dễ bị sa ngã trong cái quá trình tổ chức trong cái dịp hè. Cái thứ hai đạt được ấy là có thể nói đoàn xã Xuân Tân đã làm được cái việc rất tốt trong cái việc gọi là tạo ra một cái sân chơi cho các em rất là lành mạnh, vui chơi bổ ích và hết sức tình cảm trong cái việc kết nối giữa đoàn xã và các em thiếu niên học sinh. Lớp học tình nguyện vì đàn em thân yêu không chỉ thu hút sự quan tâm của thanh thiếu nhi, mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, nên hoạt động rất sôi nổi và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tham gia giảng dạy cũng giúp cho các bạn sinh viên tình nguyện trưởng thành rất nhiều, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Hơn 10 năm qua, đã có 66 lượt sinh viên tham gia giảng dạy tại lớp học mùa hè này. Lớp sinh viên trước truyền lửa cho lớp sinh viên sau. Cứ vào dịp hè lại trở về quê nhà dạy học cho các em nhỏ. Đáng mừng là hầu hết những em học sinh tham gia các lớp học hè đó, khi trở thành sinh viên đều noi gương các anh chị, dành thời gian tâm huyết dạy học cho các em học sinh quê hương, thắp lên trong trái tim các em niềm đam mê học tập, hướng tới chân trời tri thức của nhân loại. Là một người được học khóa học lớp tình nguyện đầu tiên do đoàn thanh niên tổ chức, bản thân em ý thức được trách nhiệm cụ thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau. Và đây cũng là một cái môi trường tốt để chúng em giao lưu và học hỏi, để sau này bước ra trường thuận lợi cho việc đi làm hơn ạ.
Em cảm thấy rất vui ạ, và em hy vọng là sẽ dốc một phần công sức nhỏ bé của mình ạ vào để giúp các em củng cố kiến thức ạ và chuẩn bị cho năm học mới được tốt hơn ạ. Ngoài việc tổ chức lớp học, Đoàn Thanh niên xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân còn tổ chức nhiều sân chơi vận động với những trò chơi dân gian lý thú để các em thiếu niên, nhi đồng có một mùa hè thực sự ý nghĩa. Vào mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần, tại nhà văn hóa thôn, các anh chị đoàn viên thanh niên thường tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, v.v. giúp các em tránh xa những tệ nạn xã hội, tạo sự say mê, hứng khởi với những trò chơi dân dã, giàu tính giáo dục. Ngoài ra, đoàn thanh niên xã Xuân Tân còn thực hiện nhiều hoạt động thể dục thể thao, trao quà cho trẻ em, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ. Qua đó, đem lại nhiều bổ ích cho hoạt động của đoàn xã, cũng như trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Xuất phát từ cái tình hình thực tiễn công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi có địa phương, thì trong 10 năm qua, đoàn xã Xuân Tân đã duy trì phong trào tình nguyện vì đàn em thân yêu trong dịp hè, thì đã tạo được cái sân chơi bổ ích cho các em thanh thiếu nhi trong dịp hè. Đồng thời, quản lý, tập hợp, phòng ngừa các em xa ngã vào các tai tệ nạn trong xã hội. Đây là môi trường để giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi và cũng là điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện để truyền ngọn lửa thiêng cho các thế hệ thanh thiếu nhi. Qua cái hoạt động này để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Đồng thời, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng là người tâm giao của các em thiếu niên, nhi đồng để có cơ sở bồi dưỡng các em trở thành con người có ích cho xã hội. Từ năm 2010, Đoàn Thanh niên xã Xuân Tân đã tổ chức thêm lớp học bơi miễn phí cho thanh thiếu niên ở địa phương. Để có đủ điều kiện an toàn cho lớp học bơi, đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên địa phương góp công, góp của, mua sắm, trang bị áo phao, đóng cọc, quây dây trên hồ. Lớp học bơi thường có 50 học viên và được giao cho 4 đến 5 đoàn viên thanh niên quản lý. Các em sẽ thay phiên nhau tập bơi vào mỗi buổi chiều. Trong 4 năm qua, đã có gần 300 em thanh thiếu niên được dạy bơi miễn phí từ lớp học này. Các em đều đã được dạy kỹ năng bơi từ cơ bản đến thành thạo. Việc làm của đoàn thanh niên xã Xuân Tân luôn nhận được ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân. Đặc biệt, trong tình trạng nguy cơ đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung đã đến mức báo động, thì việc duy trì lớp dạy bơi miễn phí này là một việc làm thiết thực, đáng ghi nhận của đoàn viên thanh niên xã Xuân Tân.